Rest in peace. Chào mọi người, mình đã có một cái bộ nguồn của server. Như mọi người biết đấy, nguồn server của nó công suất khá là lớn. Như thế con này, công suất đề ra là 1520W và điện áp đầu ra là 27V. Như vậy dòng xả của nó, mắc của nó phải lên đến trên 50A, 55A. Như anh em biết là cái nguồn server này là cái nguồn rất là trâu bò và cái chất lượng linh kiện rất tốt, rất thích hợp để làm những cái nguồn đa năng hoặc là những cái sạc, hoặc là những cái thiết cung cấp cho nguồn cho các thiết bị công suất lớn. Ở đây mình đang muốn tận dụng nó làm một cái sạc và một cái nguồn đa năng để cấp nguồn. Bây giờ mình sẽ bổ máy ra cho anh em tham khảo nhé. Miếng nhôm tản nhiệt rất lớn. Đây là cuộn lọc và khối lọc nguồn đầu vào này, lọc nguồn AC. Ba con tụ 450V, 270mm. Đấy mọi người xem. Sử dụng hai biến áp. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách tận dụng cái nguồn server này để làm một bộ sạc. Nhưng với cái dòng xả ra của nó là trên 50A, 60A này thì chỉ thích hợp cho những cái hệ lưu trữ hệ lớn, dung lượng lớn. Chứ còn nếu như những cái hệ nhỏ thì dòng sạc này không an toàn và rất hại cho bình, và có thể đấu nối vào những cái sạc MBT hoặc là những cái sạc PWM thì nó sẽ báo lỗi, nó không sạc được. Cho nên mình muốn chia sẻ với anh em cách hạn dòng của cho nó để làm sao tận dụng làm nguồn hoặc là làm sạc ắc quy một cách an toàn và tối ưu nhất. Có thể có những anh em đã biết rồi thì thông cảm bỏ qua cũng được, hoặc là xem cho vui. Còn những anh em chưa biết hoặc là chưa để ý thì có thể tham khảo để làm thử xem. Như anh em thấy là ở đây có một hàng chở săn đầu ra. Chở săn này là để hồi tiếp và đo dòng. Ở đây có 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con chở săn. Thì anh em tháo bớt ra, rút bớt. Nếu như ở đây là dòng của nó, mắc của nó là 55 thì mình cứ cho là mỗi một con chở săn này là 10A đi. Thì chúng ta sẽ tháo bỏ ra để test thử. Hoặc là cứ tháo bỏ ra, cứ tính 10A một con thì mình sẽ tháo bỏ ra thì sẽ biết được áng chừng cái khoảng dòng mà mình cần sử dụng. Đây, như anh em thấy, mình đã rút bớt 3 con, có 6 con thì mình rút bớt 3 con, còn để lại 3 con. Mình đã sẽ thử sạc cho bộ lưu trữ 300A 24V của mình. Thì mình sẽ để 3 con, thì áng chừng khoảng 30A. Và mình sẽ test xem dòng xả của nó sẽ đạt được bao nhiêu nhá.
Đây là dòng tải của máy sau khi đã bỏ bớt 3 cái chở săn. Hiện tại đang còn 3 cái, tức là có 6 cái thì mỗi cái là chịu dòng tải 10A. Khoảng như thế. Anh em có thể tham khảo và tùy biến theo cái mục đích sử dụng của mình nhé. Để nhiều hay để ít và công suất đầu ra phụ thuộc vào cái số lượng chở săn. Anh em tham khảo. Mình xin kết thúc video ở đây. Chúc mọi người thành công. Chào mọi người.